Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng vẽ rập váy phòng thân trước nha các bạn Đầu tiên các bạn mở rộng phần eo thêm 3cm, phần ở mông thêm 2cm Các bạn vẽ lại đường sườn váy mới nha Rồi các bạn sẽ chia đoạn này ra làm hai, Lấy ra mỗi bên 1,5cm để chúng ta vẽ một ly ở đây Ly thứ hai này các bạn sẽ vẽ độ dài bằng với ly dọc mà chúng ta đã vẽ Và độ nghiêng thì các bạn sẽ nghiêng về phía bên sườn 0,25cm Các bạn nhớ đánh hõm vào trong nha Chúng ta sẽ xử lý giảm hụt của phần ly khi các bạn đã xếp đi lại Các bạn nhớ theo dõi kênh để xem tiếp video thiết kế váy phòng thân sau nhé các bạn